Vâng ơi, Nghe. ý Vân này anh chỉ có người yêu Vân ơi. Nhưng mà em nghĩ anh trai hơn, chỉ thích mình anh trai thôi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Anh em chưa có kim cương nạp vào game, anh em đến ngay shop Quý Một Ngón Chấm Cơm, nơi bán hàng uy tín giá rẻ chất lượng. Thử dạng mai chỉ từ 19k, 20k, anh em có thể trúng 9.999 kim cương. Và đường link mình sẽ để trên phần mô tả và bình luận bên dưới nha. Ok, đây là cái kênh phụ của mình nha anh em, Quý Một Ngón Gaming. Anh em nào muốn xem mình cho thằng Nhân á thì anh em qua kênh này đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, cũng lâu lắm rồi mình không có cho anh gì đăng nhi nha anh em. Và hôm nay mình sẽ đem em gái của mình vô, là cái người là mình để mình cho đăng nhi nha anh em, chứ không phải là em gái thiệt của mình nha. Thì mình thử coi phản ứng của Đan Nhi sẽ như thế nào khi có em gái, mình bảo vệ em gái của mình nha anh em. Đó, thì anh em nè, anh em nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ bật mic lên mình nói chuyện với Đan Nhi nha anh em. Nhi Hồ, Nhi ơi. Nhi Hồ. Chào. Hôm nay á, anh mời em vô đây biết cái gì không? Anh mới vô huấn luyện, anh làm quen được một em gái dễ thương lắm mà vừa xinh vừa cute nữa trời. Đâu? Quay, mày có em gái hả? Kể người ta làm gì? Mày có em gái hả? Kể, idol kể Nhi chơi chứ làm gì trời, đậu xanh. Thì hôm nay anh vô anh giới thiệu cho Nhi nè. Hấp dẫn. Sao mày hả? Sao mày không giới thiệu cho tao? Tao chỉ có người yêu mà. Đồ. Ngáo à? Ủa tự nhiên. Sao hôm nay tự nhiên em chửi anh vậy, anh có làm gì đâu. Đậu xanh. Anh chỉ vô anh giới thiệu em gái của em cho anh, cho em coi thôi mà. Vâng ơi. Em nghe nè. Em ăn gì chưa? Đục. Em ăn gì chưa Vâng? Em gái quen nó huấn luyện á. Em gái quen trong huấn luyện á. Vậy mày gả em gái mày cho tao quý. Vâng ơi, mày cút đi với anh ơi. Vâng, cái gì vâng vậy? Vâng ơi. Nghe nè. Đi theo anh nè, anh sẽ bảo vệ cho em. Đi theo anh nè. Anh đù. Gì? Ủa nay sao thế? Hả? Anh bảo vệ cho em gái của anh mà. Em gái của anh chứ nhi. Anh phải ưu tiên chứ. Chứ Nhi sao? Chứ Nhi không bảo vệ, mày không bảo vệ hả? Nhi bờ gờ bảo vệ làm gì? Ủa không, ủa bờ rồi là không bảo vệ hả? Ừ. Má mày làm gì vậy quý? Mày nghĩ vậy em cứu anh Vân ơi. Comment để cứu à. Mày nói vậy mà mày nói được hả quý? Ừ, có gì đâu. Em gái của tao là năm nay 15 tuổi rồi. Đồ. Trời ơi trời, hình là xinh, cực xinh luôn. Dễ thương xinh lắm, mày dễ thương dữ lắm. Xinh hơn Nhi không? Trời sao Nhi sao xinh bằng em gái của tao được? Á đù, cái gì vậy? Nói cái gì quý? Nhi không có xinh bằng em gái của tao. Vậy là em gái mày xinh hơn người yêu mày luôn. Á đù. Trời, tao mới với mày á, đẹp dữ lắm con. Ừ vậy thôi mày gả cho tao đi, tao đang én nè. Gả cho mày làm gì ba, em gái của tao mà mày bị khùng hả? Thì em gái mày gả cho tao là hợp lý nhất rồi còn gì. Em gái ơi. Bây giờ đi theo anh đi, anh sẽ bảo vệ em. Á đù. Mày đang làm gì vậy? Mày ngồi hôn em gái luôn. What the hell? Hôn cái đầu mày trong game mà hôn, chừng nào ở ngoài tao hôn mới gọi là hôn. À mày ok. Mày đừng có nói gì tầm bậy nha. Ừ ok. Đi theo bảo vệ Nhi kìa. Nhi chết. Đúng gì? Nhi chết nữa. Nhi nha, đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha, anh không thích mấy chuyện đó nha. Ủa ai thích đâu? Thì em gái của anh thôi mà, em làm gì em căng với vợ. Có căng đâu anh nội. Ờ thế thì cho em gái luôn đi. Thôi thì em gái của anh thôi mà, chứ gì đâu mà em căng với vợ. Ừ đi theo em gái luôn đi, ai bảo gì đâu. Sao mày không bảo vệ em gái mày nè. Em gái của tao chết luôn rồi. Tại em hết trơn Nhi. Tại em cái gì? Tại người ta. Tại Nhi, tự nhiên, gái tự nhiên. Tự nhiên em gái mày cháy xong mày miệng chết. Em gái mày cháy xong tự nhiên mày đổ thừa cho Nhi là sao? Mày bị khùng quá. Tự nhiên không bảo vệ cho em gái của anh dữ trơn á. Ủa sao phải bảo vệ? Em bắn cái gì? Em bắn gà quá à. Bắn gà kiện người ta. Mới nói và rồi xong giờ chửi gà. Nói mình luôn. Cái gì? Anh nãy giờ anh bực bội rồi đó nha. Chỉ là em gái của anh thôi nha. Em không bảo vệ được em gái của anh nữa thôi đi. Ủa quen biết gì? Sao không quen biết? Từ từ quen biết. Ủa quen biết đi. Từ từ là quen biết chứ gì. Đâu, em gái mày đâu, mày bật lên. Bỏ em gái mày bật mấy này nói chuyện coi. Em gái ơi. Oh, no. Em gái tao đi bụi luôn rồi. Em gái tao không hít mấy người mà kia không quen. Không cứu gì, như em gái tao hết luôn rồi. Nói chung đâu. Em gái tao không có hít. Vậy đó. Mày mới quen giờ, tại Nhi hết trơn á, anh mới vô huấn luyện anh quen được mà bây giờ Nhi lại làm như vậy đó. Nhi làm như vậy mà Nhi coi được á hả? Mày đi theo người ta luôn đi. Đi theo gì, em gái của anh mà. Yêu nó luôn đi. Cái này là anh không có yêu nha, chỉ là em gái của anh thôi. Em gái mà tâm, mày quan tâm ghê luôn.
mà mày nói mới quen mình... thôi mà quan tâm hơn cả đứa mà quen rồi luôn. Ừ, còn nói xinh hơn người yêu của mình thôi. Có gì đâu mà chịu. Ờ, không có gì đâu. Có gì đâu. Ừ, em gái mày bày đặt hot rồi luôn ha. Thằng bé tranh mày bớt bớt nha, tao không phái mày đó nha. Tự nhiên em gái vô xong cái gì khen người bỏ Nhi. Tao bỏ Nhi giờ nào? Thôi mày đâu, không bảo vệ Nhi kìa. Nhi bờ gồm chết bảo vệ làm gì? Trời, mày mới nói người ta bắn 2 giờ, mày nói người ta bắn bình thường. Vâng ơi, Vâng à. Ơi, Vâng ơi. Thấy hồi nãy giờ á, mấy cái Đen Nhi người yêu của anh nè nói là anh yêu em kìa. Có, anh có yêu em không? Có đâu. Đó, thấy chưa? Sao em nói gì kì vậy Nhi? Anh có phải là con người như vậy đâu. Là em gái thôi mà. Ừ, em gái thôi mà. Dữ. Làm gì căng vậy? À, dữ, quá dữ. Thua. Thằng bé tranh nha, tao không bái mày đó nha. Mày cứu em gái của tao lẹ coi. Em gái mày là cái gì mà tao phải cứu? Em gái là mày cái đéo gì tao phải cứu em gái của mày. Em gái ơi. Nghe anh. Em đừng có nói chuyện với hai người. Hai người này hồi nãy giờ anh thấy quá đáng lắm rồi đó, anh thấy không có được rồi đó. Đúng rồi. Quá đáng rồi, biết chứ. Là em gái thôi mà. Người ta chỉ mày mời thôi. Em gái thôi mà mày làm gì mà làm dữ vậy? Chị mày mời tao vô mày khoe em gái xong cái mày nói kiểu vậy. Ủa tao nói gì? Người yêu mày mày không bảo vệ mày lo cho còn mày còn nói vậy mày lo cho em gái mày là sao? Tao không mày tự yêu thôi mà phải lo cho em gái chứ. Ủa vô gì trời. Người yêu thôi chứ có phải vợ đâu. Ừ. Đây Nhi ghen anh hả? Anh có làm gì đâu. Hiểu rồi. Thôi nói chung là giờ em suy nghĩ sao em suy nghĩ. Bây giờ anh sẽ đi bảo vệ em gái của anh đây. Ừ. Ừ, cặp kè bên nhau đồ dữ ha. Em gái mới quen mà vậy. Mà mày thấy giọng em gái mày hay không? Trời ơi, không, giọng em gái tao hay mà còn ảnh còn đẹp dữ lắm con. Mà mày thấy giọng em gái mày với đang gì ai ai cô ta hả? Em gái tao chứ ai? Em gái tao chứ ai? Anh má tao chịu rồi. Chịu gì ba, khùng má. Rủ tao vô chơi game nói kiểu vậy trời. Thì tao vô tao giới thiệu em gái của tao chứ có gì đâu mà ấy. Thì em gái của tao cu te thì tao nói cu te. Không lẽ tao okay. Nói không lẽ tao nói xấu khùng hả ba. Tao thấy nó nở mày rồi. Thì hôm qua tao chơi tao vô huấn luyện tự nhiên Văn này đó làm em gái của tao chứ tao có biết gì đâu. Đó thì nhiều với em gái mà mày cứu ai cứu trước kìa. Cứu ai kìa ơi. Ok, để anh cứu em nha. Cứu Nhi kìa, sao mày không cứu Nhi? Mày cứu em gái làm sao? Em gặp em rồi. Nhi bộ từ... lắm nha, cứu Nhi. Từ chỗ hủy. Nhiều. Nhiều. Sao? Nha. Hôm nay Quế nó ăn trống gì á. Nó bị khùng. Chịu. Từ chỗ hủy. Có gì đâu thì người ta vô người ta giới thiệu em gái thôi. Mà làm Nhi làm như vậy là anh không có thích nha. Mà... anh thích không thích thì thôi. Làm gì kỳ vậy trời, người ta giới thiệu em gái của người ta. Ừ, ai có bảo gì đâu. Ồ, em gái hay anh bắn hay không? Hả? Hay anh hay, hay không? Anh mà sao không hay được, đi bây giờ đi theo anh bảo vệ. Vâng ơi, Vâng ơi. Nghe. Yêu anh này anh chỉ có người yêu Vâng ơi. Nhưng mà em nhìn anh trai hơn. À đù, cái gì? Em gái mà sao nhìn anh trai rồi sao? Thì anh trai thì gọi là anh trai chứ gì. Nhưng mà sao lại nó ghiền là sao? Ghiền tại em gái tao nó nói vậy chứ tao đâu biết. Chỉ thích mình anh trai thôi. Nghe chưa, không có hết cái bản mặt của mày nha. Mày cút đi, nãy giờ tao thấy mày phiền phức rồi đó. Yêu nhau luôn được rồi đó. Không yêu nhau luôn nha. Vậy giờ mày. Người ta em người ta chỉ yêu hương nhau chứ người ta không ấy. Đúng rồi. Chứ mày có yêu nhau không? Có sao không? Mà vậy nãy giờ nhưng mà yêu em gái hơn. Ừ đúng rồi. Mà nãy giờ mày đối xử với Nhi. Thì em gái của anh phải yêu hương chứ không lấy ghét nó, trời tội nghiệp nó. Chị nghe không? Người mới quen. Để anh cứu em. Hơn cả người quen rồi. Để anh cứu em, để anh cứu em. Em bơm máu đi, em bơm máu đi rồi anh giết thằng này cho. Em hết máu rồi. Em hết máu rồi. Mày lại cho máu em gái mày kìa. Hết máu, em gái mày hết máu rồi kìa. Nè lại anh cho máu hả? Hay quá em ơi.
ra đi anh mời cha chứ hai người này phiền phức quá. Vậy thôi mày ra mình tâm hai nha, tao đi tên hai với Nhi đây. Thua mày là mày hôm nay bị gì á?